Đã qua đi những trăn trở bãi bờ, phố sông mừng vui đón mùa xuân mới. Bao vất vả của một thời chìm nổi, để Tết này duyên dáng một dòng trôi. Vẻ đẹp xuân về thành phố của tôi, qua đi một thời lỡ bồi lau sậy. Dòng chảy gập ghềnh xoáy ngầu sóng dậy, cuộc sống từng ngày nặng trĩu đôi vai. Diện mạo xuân này vui tà áo ai bay, đêm điện sao xa in dáng hình thành phố. Nhộn nhịp đôi bờ sắc màu phố chợ, rộn rã ngược xuôi vẻ đẹp những nhịp cầu. Đường phố rộng dài hương vị tình yêu, bờ anh bờ em xốn sang thành phố trẻ. Sóng sánh phố cầu hạnh phúc về lặng lẽ, ngọt nụ hôn mừng giữa phố hẹn chờ xuân. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa của những khởi đầu. Mùa xuân cũng là mùa của ước mơ, hy vọng. Cũng bởi thế mà mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận với các văn nghệ sĩ. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Mùa xuân trong thơ ca, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng cảm nhận và chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân cùng với hai tác giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu tác giả Nguyễn Văn Hoàn và tác giả Nguyễn Lê Hằng. Và rất là cảm ơn hai tác giả đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị khán giả đã được lắng nghe bài thơ Phố sông xuân về, một bài thơ xuân của tác giả Nguyễn Văn Hoàn. Xin hỏi tác giả Nguyễn Văn Hoàn, bài thơ Phố sông xuân về có phải là bài thơ mới nhất mà ông sáng tác trong mùa xuân này không ạ? Bài thơ Phố sông xuân về thì tôi mới sáng tác. Bài thơ này nó xuất phát từ sự thay đổi diện mạo của dòng sông Hồng trên thành phố Lào Cai. Tôi đã ở đây cho đến nay là 50 năm. Thì cái dòng sông ngày xưa như thế nào thì nó vẫn hiện hiện trong lòng chúng tôi. Tôi vẫn không thể quên được. Thế và hiện nay nó, cái diện mạo nó thay đổi một trời một vực. Nó tạo nên cái vẻ đẹp của thành phố Lào Cai. Nó tạo cho chúng tôi cảm xúc. Cho nên tôi viết bài Phố sông xuân về. Trong mùa xuân này thì chắc hẳn là đây không phải là bài thơ duy nhất mà tác giả sáng tác đúng không ạ? Tôi còn thêm hai bài nữa. Một bài là Sắc xuân. Sắc xuân thì viết với cái tựa đề nó thể hiện toàn bộ cái sắc hình của Lào Cai trong một cái diện mạo mới. Kể cả từ nông thôn đến thành phố. Ngoài ra còn một cái bài nữa là nó cũng nói về môi trường. Tức là đối với rừng của chúng ta thì sau những năm tháng, hiện nay rừng chúng ta xanh mướt rất đẹp. Và cái không khí Tết của các vùng đồng bào dân tộc ấy, và của các đồng chí chiến sĩ biên phòng ấy, là nó trong một cái không khí nó rộn ràng, nó rất là tươi vui phấn khởi. Cho nên là tôi viết một bài nữa là bài Cánh rừng mừng xuân. Vậy còn đối với tác giả Nguyễn Lê Hằng thì sao ạ? Chắc hẳn là đối với chị thì mùa xuân cũng mang lại cho chị rất là nhiều những cảm xúc. Và đương nhiên là chị sẽ có rất nhiều những bài thơ về mùa xuân. Chị có thể chia sẻ cho Thanh Tùng cũng như quý vị khán giả được biết là trong thời điểm này thì chị đã cho ra đời những cái tác phẩm như thế nào về mùa xuân? Với mùa xuân thì tôi có rất nhiều tác phẩm khác nhau để chia sẻ những cái cảm xúc của mình về mùa xuân. Trong đó thì có rất nhiều những cái tập thơ mà tôi đã biết. Gần đây nhất là cuốn tập thơ Thanh Xuân, ở trong đó thì cũng có rất nhiều bài thơ viết về mùa xuân. Ở đó có những cái tác phẩm tả về những cái tuổi thanh xuân, miêu tả về những tuổi thanh xuân của những người lính. Và trong đó thì cũng gửi gắm những cái tâm trạng của những người lính khi mà mùa xuân gần đến và mùa xuân đến. Trong đó thì tôi cũng thể hiện được cái sức sống và sự trẻ trung, cũng như cái kỳ vọng của tôi muốn gửi gắm vào mùa xuân. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, chị Lê Hằng có thể gửi tặng một bài thơ nào mà chị cảm thấy tâm đắc cho các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình? Tôi xin gửi tới quý vị bài thơ Mùa Xuân. Từ mùa đông ta về mùa xuân, ngắm chiếc lá trên đường thấm mùi năm tháng. Những cây đào tô hồng đôi má, niềm vui nào trong ánh mắt của ta.
ta đi về gặp những mùa xuân, có trở lại được không những tờ lịch cũ, bông đào hôm qua nở màu hoa đỏ, lối ta về như trẻ lại mùa xuân. Mùi hoa đào vương tóc ta thơm, những chuyến xe ngược xuôi rực màu hoa đỏ, những chồi xuân cũng như ta rực rỡ, cùng ta về gặp những mùa xuân. Không thể giống nhau từng phút từng giờ, những mùa xuân có bao giờ trẻ lại, như ta ngóng nhau bởi những lần ta hẹn, không thể ngược mùa tìm lại mùa đông. Tháng 12 trái đất xoay vòng, như cây vì ta bừng hoa rực rỡ, nhen đốm lửa hồng thắm thêm đôi má, cho những khởi đầu trên thành phố ta yêu. Dạ vâng, rất là cảm ơn tác giả Nguyễn Lễ Hằng. Vừa rồi thì chúng ta vừa được nghe nhà thơ Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ rằng là đối với ông thì mùa xuân mang lại rất nhiều cảm xúc, và cảm xúc trong đó đó là những ký ức, rồi về sự phát triển của một thành phố bên sông. Còn đối với chị Nguyễn Lê Hằng thì sao? Mùa xuân đem lại cho chị những cái cảm xúc như thế nào? Mùa xuân với tôi thì đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, bởi vì là tôi quan niệm rằng là mùa xuân là sự khởi đầu của một năm, và vạn vật cũng sinh sôi ra từ mùa xuân. Cảm xúc của tôi thì từ mùa xuân thì cũng rất là đa dạng. Có thể là từ mùa xuân mà tôi lại nhớ về mùa đông, hoặc là từ mùa xuân tôi lại nhớ về mùa thu. Trong cái chiêm nghiệm về thời gian đó thì cái cảm xúc của tôi thường là có những cái cảm xúc rất là phức tạp và lẫn lộn. Tuy nhiên thì dù ở trạng thái nào đi chăng nữa thì tôi cũng rất là yêu mùa xuân, bởi mùa xuân thì cho tôi rất là nhiều cảm xúc mới mẻ. Thưa hai tác giả, có vẻ như là mùa xuân là mùa được thơ ca yêu ái hơn so với những mùa khác. Vậy thì tại sao lại có sự yêu ái như vậy ạ? Tôi yêu mùa xuân bởi vì là tôi nhớ rằng là trong quá trình mà tôi tìm hiểu về Bác Hồ ấy, thì Bác Hồ đã từng nói với thanh niên Việt Nam rằng là một năm khởi đầu từ mùa xuân, và một đời thì khởi đầu từ tuổi trẻ, và tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước. Chính vì vậy thì với tôi mùa xuân thường khởi đầu cho những ước mong tốt đẹp, là cái sự bắt đầu của hành trình mới, và trong hành trình đó thì tôi có những cái ước mơ mới và mong muốn mới để được hoàn thiện trong cái năm tiếp theo khi mà tôi đến với cái năm mới. Vậy còn đối với tác giả Nguyễn Văn Hoàn thì sao ạ? Tôi sống trong lòng anh em văn học nghệ thuật thì được thẩm thấu những nét sáng tạo về văn học nghệ thuật. Và đối với các anh em văn nghệ sĩ thì hầu như các cái chủ đề về mùa xuân cũng rất phong phú. Nó cũng tác động đến mình. Mặt khác nữa là tôi lại là hoạt động trong lòng doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì luôn luôn là phải khi năm hết Tết đến, xuân chuẩn bị sang, thì mọi cái rộn rã của việc lo toan của doanh nghiệp cho anh em, thế rồi là lo toan các công trình để nó đảm bảo tiến độ, tất cả những hình ảnh đó nó đập vào mắt chúng tôi. Thế và trên cơ sở đó thì có nhiều những cái cảm xúc để anh em tôi viết. Và cho đến nay khi viết về mùa xuân ấy, thì chúng tôi đã có khoảng 20 bài thơ về mùa xuân ở góc độ khác nhau, ở mỗi một cái khía cạnh khác nhau của sự kiện, của công việc, cũng như là những cái nét thẩm thấu về tự nhiên, về con người, về tình cảm với con người, rồi những cái lễ hội, rồi tất cả những cái đó nó thấm vào mình, và trên cơ sở đó mình để chiết xuất ra những cái dòng thơ cảm hứng của mình cho cuộc sống. Có thể nói là mùa xuân luôn đồng điệu với thi ca, và mùa xuân cũng là xúc cảm để mà những thi sĩ, những tác giả có thể trải lòng, có thể sáng tác ra rất nhiều những bài thơ hay về mùa xuân. Vậy dấu ấn của mùa xuân được hai tác giả đưa vào những tác phẩm của mình như thế nào ạ? Tôi thường đưa rất nhiều thứ vào mùa xuân, đưa rất nhiều các hình tượng từ cuộc sống vào trong những bài thơ mùa xuân của mình. Đó là những cái sự kiện hiện tượng mới mẻ đang diễn ra ở trong cuộc sống, từ những cái bông hoa vừa nở, từ những cái người tôi vừa mới gặp. Ví dụ như là trong cái tập thơ Thanh Xuân có bài thơ Thanh Xuân, ở đó khi mà tôi gặp những chiến sĩ biên phòng thì bài thơ đó cũng viết về mùa xuân. Trong đó thì tôi có những cái chỉ đến những cái địa danh. Ví dụ như là trong đó có một khổ thơ là nơi tôi đến là Mường Khương, núi rừng xếp thành mảnh ghép thành Thanh Xuân của các anh người lính từ đồn biên phòng, từ đồn Pha Long đến tả Gia Khâu.
Và trong quá trình mà khi mà đi chiêm nghiệm như vậy thì tôi gặp rất nhiều các cái sự kiện hiện tượng khác nhau, và từ cái hình tượng của người lính thì tôi viết về mùa xuân. Đối với mỗi một tác giả thì sẽ có những cái cảm xúc và sẽ có cách riêng để đưa những hình ảnh của mùa xuân vào trong những cái tác phẩm của mình. Thế nhưng đối với hai tác giả thì có bao giờ hai tác giả lo lắng rằng là những cái ý thơ về mùa xuân của mình sẽ bị lặp lại trong các cái bài thơ xuân, để mà những cái bài thơ về mùa xuân năm nay không giống những cái bài thơ về mùa xuân năm trước? Thì đấy là cái điều mà tối kỵ đối với nhà thơ. Thứ nhất là ngay kể cả về ngôn ngữ, lặp từ cũng là một vấn đề cần phải tránh rồi. Lặp câu thì tuyệt đối không bao giờ được lặp lại. Và cái nét nội dung của các bài thơ nó phải khác nhau. Và cái tình tiết nó phải khác nhau khi mà anh viết cái chủ thể của nó để nó toát lên một cái gì. Ngôn ngữ thơ có thể hiểu theo đa chiều, thế nhưng mà cơ bản người ta phải hiểu đúng được cái tinh thần của bài thơ, của ý thơ. Vậy còn đối với nhà thơ Nguyễn Lê Hằng ạ? Đó là một trong những cái điều rất khó, đúng không ạ? Đối với người làm thơ thì việc mà để không lặp lại chính bản thân mình là một điều rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ phải cố gắng làm thế nào để không lặp lại chính mình. Đó chính là cái việc mà chúng tôi tự làm mới mình qua các tác phẩm. Muốn làm mới mình qua các tác phẩm thì cá nhân tôi luôn luôn là tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm mới, và bên cạnh đó thì tích cực đọc sách và học hỏi những cái đồng nghiệp xung quanh của tôi trong quá trình sáng tác. Vâng, và tất cả chúng ta thì đang sống trong những ngày mà mùa xuân tràn ngập khắp mọi nơi, đúng không ạ? Và cũng nhân dịp năm mới thì nhà thơ Nguyễn Lê Hằng có thể gửi tặng thêm cho quý vị khán giả một bài thơ nữa được không ạ, về mùa xuân? Tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài thơ Hoa Xuân Biên Phòng. Vương vấn say những cung đường ta qua, say mùa đông, say hoa tam giác mạch, trong lòng thương một pha long, thầm yêu tả gia khâu, vách đá đầu ngọn sóng. Em đến mùa xuân như có hẹn từ lâu, cho bông hoa đào vẽ má hồng trên má, những bông hoa trên đồn biên phòng vừa quen vừa lạ, hình như thẹn thùng khi mới gặp em. Về mùa xuân để đón mùa hoa, hẹn gặp anh có gì thầm bối rối. Đêm tả gia khâu thương người lính mới, nhớ một người nên giấc ngủ không sâu. Em về mùa hoa đã hẹn rất lâu, ngắm núi vẽ nét son môi rừng thơm hương gió mới. Gặp bạn cũ ghé thăm, rộn tiếng cười tiếng nói. Mùa xuân đại ngàn xanh biếc lối ta đi. Xin được cảm ơn chị, một bài thơ rất hay và rất ý nghĩa. Tiếp theo xin mời tác giả Nguyễn Văn Hoàn ạ. Tôi xin đọc bài thơ Cánh rừng mừng xuân, cũng là bài thơ mới. Đêm tuần tra qua bản, gặp mùa xuân tưng bừng, cùng cánh rừng nương rẫy, vui sương mờ răng tơ. Xuân trải miền ước mơ, thắp lửa trồi lộc mới, thổn thức truyền biên giới, cho một mùa xuân son. Sớm nhìn ảnh lối mòn, sắc màu khăn em vấn, vòng eo thon váy quấn, bạc vòng xòe nhịp chân. Gặp em vườn đầu xuân, nghiêng cành hoa bẽn lẽn, giọt sương tròn đến hẹn, cứ thẫn thờ nắng mai. Em tặng cánh đào phai, nét hồn nhiên căng ngực, nắng mai hồng rạo rực, bừng cánh rừng mừng xuân. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Hoàn và tác giả Nguyễn Lê Hằng với những bài thơ rất hay trong chương trình ngày hôm nay. Và có thể thấy là tất cả chúng ta đang sống trong những ngày mà khắp mọi nơi đang tràn ngập mùa xuân. Và hy vọng rằng mùa xuân sẽ tiếp tục mang lại những cảm xúc để mà các tác giả có thể cho ra đời nhiều hơn nữa những bài thơ về tình yêu quê hương đất nước, về con người, về mùa xuân. Và rất là cảm ơn hai tác giả đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, và tới đây thì chương trình Văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.